chào mừng tất cả các em đến với phần Lesson 3 của Unit 7 trong chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 4 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong phần Lesson 3, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với phần Activity 1, Listen and Repeat. Nghe và nhắc lại, đúng không nào? Mình sẽ cùng nhau học các âm của chúng ta, cách đọc của âm ở trong từ và cách đọc của cả cái từ đó ở trong một câu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhé. Lesson 3. Activity 1. Listen and repeat. Flying. Flying. Em đọc được chưa? Chúng ta sẽ thấy là răng hàm trên của chúng ta kết hợp với môi hàm dưới đọc. Chưa nào? Flur. Âm l thì chúng ta để lưỡi ở chân của hàm răng trên và l bật ra. Chưa nào? L, flur. Flying. Chưa nào? Flur, flying. Cả câu của mình nào? I like flying a kite. Em đừng quên âm t ở cuối của từ kite. Em nhớ. I like flying a kite. Đó, chúng ta đã xong một âm rồi. Flur, flying. I like flying a kite. Tớ thích thả diều. Mình sẽ cùng nhau xem phần số 2 của chúng ta. Blur. Chúng ta mím hai môi lại và đọc b, đúng không nào? Blur. Âm l. Blur. Và thành Playing. Blur. Đúng chưa? He likes playing the piano. He likes. Cái em để ý từ likes có âm s. He likes playing the piano. Anh ấy thích chơi piano. Chơi đàn piano đó các em. Playing. He likes playing the piano. Rất là dễ đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sang phần số 2. Em ơi, chúng ta sẽ cùng nhau xem phần 2. Listen and circle, then say aloud. Nghe, quanh tròn và nói to lên, được không nào? Chúng ta sẽ xem các câu của chúng ta. 1, 2, 3, 4 sẽ bao gồm những câu có hai lựa chọn, đó là A và B. Mình sẽ phải lắng nghe để mình chọn xem là người ta nói đến là A hay là B. Sau đó chúng ta đọc lại cả câu, được không các em? Nào, chúng ta hãy nhìn vào mẫu câu số 1 của mình. I like. Và chúng ta có đáp án A, playing football. B, flying a kite. Bây giờ mình sẽ cùng nhau lắng nghe xem câu số 1 người ta nói là flying a kite hay là playing football, được không nào? Listen and circle, then say aloud. 1. I like flying a kite. Rất là rõ ràng đúng không nào? Chúng ta chọn ngay được đáp án là B, flying a kite. Vậy mình cùng nhắc lại nhé. I like flying a kite. Ok, sang phần số 2 nào. 2. He likes playing the guitar. He likes playing the guitar. Anh ấy thích chơi guitar. Vậy chúng ta chọn được ngay là playing the guitar. Đáp án A, đúng chưa nào? Mình sẽ cùng nhau xem câu số 3 nào. 3. She likes playing with the yo-yo. Playing with the yo-yo. Chơi với yo-yo, đúng không nào? Playing with the yo-yo. Chơi yo-yo thì chúng ta sẽ chọn đáp án là B, được không các em? Playing with a yo-yo. Phần 4 để chúng ta xem thêm, đó là flying a plane hay là flying a kite, được không nào? 4. We like flying in a plane. Flying in a plane có nghĩa là bay ở trong một chiếc máy bay. Flying in, được chưa nào? Tức là ngồi trong máy bay và bay trên bầu trời đó các em. Flying in a plane. Flying in a plane.
Vậy là chúng ta đã kết thúc phần 2. Bây giờ mình sẽ cùng nhau xem phần số 3 của chúng ta là phần let chant. Chúng ta học như thế nào nhé. 3. Let's chant. Đọc theo nhịp. Trong bài đọc theo nhịp, chúng ta sẽ thấy tiêu đề của bài đó là Flying a little kite. Flying a little kite có nghĩa là thả diều, thả một chiếc diều nhỏ. Little kite, một chiếc diều nhỏ nhắn, được chưa nào? Little, được không nào? Các em sẽ xem nào. Ở đây có các hoạt động và được minh họa bằng các bức tranh này rồi. Nhưng chúng ta sẽ xem các hoạt động được nhắc đến ở trong bài là gì nhé. Flying a little kite. Đừng quên âm t ở cuối các em nhé. Flying a little kite. Đó. Playing a big drum. Chúng ta có cụm từ playing a big drum. Chơi trống, được không nào? Big là một chiếc trống lớn. Được không các em? Chơi một chiếc trống lớn. Sailing an old boat. Các em lưu ý đọc cho cô từ này là sailing. Sailing. Được chưa nào? Sailing. Old boat. Các em lưu ý từ này đọc là boat. Chúng ta không đọc nó là boat các em nhé. Không đánh vần tiếng Việt oa the what hay gì đó, không đánh vần là what mà chúng ta đọc là boat cho cô nhé. An old boat. Sailing an old boat. Các em nhìn bức tranh này và các em đoán được nghĩa của cụm từ này không? Chính là chèo thuyền đó, chèo con thuyền buồm này các em này. Đó, a boat. Tiếp nào. Planting a new tree. Planting a new tree. Trồng một cái cây mới. Thế nào? What fun it will be. Nó những việc này sẽ rất là vui. What fun it will be. Được chưa nào? What fun. Fun ở đây là vui vẻ các em nhé. What fun it will be. Mọi thứ sẽ rất là vui. Vậy các em hãy cùng nhau đọc lại cái bài này và chúng ta sẽ cùng nhau nghe chant cho người nước ngoài đọc các em nhé. Flying a little kite. Playing a big drum. Sailing an old boat. Planting a new tree. What fun it will be. Được chưa nào? Flying a little kite. 1, 2, 3, 4. Flying a little kite. Playing a big drum. Sailing an old boat. Planting a new tree. What fun it will be. 4. Read and complete. Đọc và hoàn thành. Trong bài này chúng ta sẽ đọc bài của chúng ta, rồi sau đó là điền các phần này dựa trên bài đọc mà chúng ta đọc được ở bên trên, được không nào? Bây giờ mình sẽ cùng nhau đọc bài này trước. Dear pen friend. Hi, my name is Mai. I'm 9 years old. I'm Vietnamese. I like collecting stamps. I have a lot of stamps. They are so beautiful. I don't like playing chess, but I like taking photos. This is a photo of me. I really want a pen friend. Please write to me. mai@english.com.vn. Mai. Các em hãy để ý nhé. Đấy là cô đã đọc cho chúng ta bài đối thoại này với giọng rất là chậm, từng từ một. Bây giờ cô sẽ đọc nhanh một lượt để các em có thể hình dung được cả một bài sẽ đọc nhanh như nào nhé. Dear pen friend. Hi, my name is Mai. I'm 9 years old.
I'm Vietnamese. I like collecting stamps. I have a lot of stamps. They are so beautiful. I don't like playing chess, but I like taking photos. This is a photo of me. I really want a pen friend. Please write to me. my@englishenglish.com.vn My. Xin chào bạn qua thư. Pen friend là bạn qua thư các em ạ. Ở đây chúng ta có thể là bạn qua thư viết tay hoặc là thư gửi theo kiểu email, tức là thư điện tử các em nhé. Đây, như bạn ấy đã để một cái trạng thái ở dưới này, có thể là địa chỉ email của bạn đó. Được chưa nào? Xin chào, tên tớ là Mai. Tớ 9 tuổi. Tớ là người Việt Nam. Tớ thích sưu tầm tem. Tớ có rất là nhiều các con tem. Chúng rất đẹp. Tớ không thích chơi cờ vua, nhưng tớ thích chụp ảnh. Đây là một bức ảnh của tớ. Đây, các em nhìn bức ảnh của bạn đấy. Tớ rất thích. Tớ rất muốn có một người bạn qua thư. Xin hãy viết cho tớ theo địa chỉ my@englishenglish.com.vn. My ký tên. Được không các em? Ở trong bài này chúng ta có những cái chỗ dấu chấm này, sẽ đọc là dot các em nhé. Dot. Còn cái chữ như này mình đọc là a còng ấy, thì trong tiếng Anh chúng ta đọc nó là at. Được không nào? my@englishenglish.com.vn. Được không em? Hoặc chúng ta có thể đọc này, my@englishenglish.com.vn. Đó là chúng ta đánh vần từng chữ một ra. Hoặc là chúng ta đọc như thế này nếu như người ta dịch được là gì. Được không? Và đây là thư mà, nên chúng ta sẽ rất là dễ để có thể nắm được cả cái email này, chứ không phải là đọc từng cái một ra. Đây là cô đọc thì cô thể hiện cho các em như vậy thôi. Được không nào? Vậy bây giờ mình sẽ cùng nhau điền vào ở dưới nhé. Nào chúng ta hãy xem câu số 1. My is years old. Các em nhìn thấy cụm từ ở đây, years old, nói về tuổi đúng không các em? Vậy các em nhìn ngay ở bên trên chúng ta có thông tin để điền là gì nhỉ? À, đây, cũng nói về years old. Đúng không nào? Vậy mình điền được là 9. My is 9 years old. My 9 tuổi. Đúng không các em? Câu số 2 nào. She likes and. Các em nhìn ở bên trên chỗ nào có động từ like, thích nhỉ? À, ở đây có I like collecting stamps. Đúng chưa các em? Và ở bên dưới có một đoạn nữa, đó là I like taking photos. Đúng không các em? Vậy chúng ta có she likes, cô ấy thích collecting stamps. Collecting stamps. Được chưa nào? And taking photos. Đúng không các em? Taking photos. Đó. 3. She doesn't like. Doesn't like. Cô ấy không thích. Không thích gì các em nhỉ? Ở trên cô ấy nói là I don't like playing chess. Vậy mình có ở bên dưới là she doesn't like playing chess. Đúng chưa nào? She doesn't like playing chess. 4. She wants a. À, chúng ta có từ want, tức là muốn, đúng không nào? Này, I really want a pen friend. Vậy mình điền được là a pen friend. Đúng không các em?
A pen friend là một người bạn qua thư. Cô ấy muốn có một người bạn qua thư, đúng không nào? Đó, như vậy là bài của chúng ta đã kết thúc rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần số 5 nào. 5. Add your photo and write a reply email to my. Nhiệm vụ của các em trong bài này đó là hãy dán thêm một bức ảnh của các em vào đây và sau đó là viết một email để gửi đến Mai. Tức là bạn Mai thì nói rằng bạn ấy muốn có một người bạn qua thư ở bên trên, đúng không nào? Bây giờ chúng ta viết thư đáp lại bạn đấy để nói rằng chúng ta cũng muốn trở thành bạn qua thư của bạn ấy. Vậy khi mà bắt đầu, chúng ta sẽ bắt đầu bằng Dear Mai, được không các em? Xin chào Mai. Xong rồi các em tự xưng tên của mình. My name is. Tên của em là gì các em viết vào được không nào? I'm years old. Các em bao nhiêu tuổi các em cũng viết vào đây được, đúng không nào? I like. Các em thích những hoạt động gì các em kể ra. I don't like. Các em không thích hoạt động gì các em cũng kể ra. Rồi, câu cuối cùng các em sẽ viết lại là I want to make friends with you. Tớ muốn kết bạn với bạn. Rồi ký tên của mình ở đây, được không nào? Một bài để viết lại cho bạn Mai rất là dễ đấy. Các em hãy điền các thông tin còn thiếu như cô hướng dẫn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần số 6 nào. 6. Project. Trong phần này, chúng ta sẽ có yêu cầu như sau. Collect things that you like. For example, stickers, stamps, candy wrappers, and show them to your classmates. Ở đây chúng ta có một động từ đó là collect, sưu tầm. Sưu tầm các đồ vật mà bạn thích, ví dụ như là các cái tấm stickers hoặc các tấm tem, các tờ tem hoặc là những cái giấy gói kẹo màu sắc các em thích, rồi sau đó là cho các bạn cùng lớp xem. Show them to your classmates, cho các bạn cùng lớp xem, và các em sẽ tạo thành một cái cuốn album mà có các bộ sưu tập của mình, đúng không nào? Có các miếng dán sticker này, có các tấm tem này, đó, đúng không? Rồi hoặc là các cái giấy gói kẹo mà nhiều màu sắc sặc sỡ, hoặc là có các cái hình mà nhân vật mà các em yêu thích, đúng không? Rồi các em viết, các em sưu tầm lại và các em mang đến cho các bạn cùng lớp cùng xem và tạo thành một bộ sưu tập rất phong phú ở trên lớp của mình. Đó, và phần số 6 cũng là phần kết thúc lesson 3 của chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần hướng dẫn bài tập các em nhé. Chào mừng tất cả các em đến với phần hướng dẫn bài tập của Unit 7. What do you like doing? Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với phần A, Phonics. Cách ghép vần, chúng ta sẽ xem các bài của mình rất quen thuộc, đúng không nào? Bài số 1, chúng ta đã học hai âm đó là fuller và fuller. Nhiệm vụ của mình ở đây là điền các từ này vào để tạo thành các từ có nghĩa. Các em thấy các từ có quen không? Nào, số 1 nào. Chúng ta sẽ điền là gì? Flying hay là flying? À, chắc là flying, đúng không nào? Chúng ta đã học phần từ này ở trong phần lesson 3 rồi. Flying, đúng chưa nào? Thế còn phần số 2, các em nhìn xem, chúng ta sẽ có từ gì nhỉ? Flying hay là playing? À, chắc chắn là playing. Vậy mình sẽ điền vào đây, playing, đúng chưa? Số 3 nào các em, chúng ta có từ gì nhỉ? À, chính là plane, đúng chưa? Plane. Và cuối cùng, em có biết từ này không? Flag, lá cờ của mình. Flag, lá cờ. Được chưa nào? Bài của chúng ta rất dễ, đúng không em? Mình cùng đọc lại nhé. Flying, playing, plane, flag. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang bài số 2 nào. Two, complete the words above and say the sentences aloud. Chúng ta sẽ dùng những từ ở trên bài số 1 để điền xuống các phần 1, 2, 3, 4 ở bài số 2. Nào bây giờ các em hãy nhìn xem. Number 1, I have a model.
Em nhìn đây là gì các em nhỉ? À, chính là plane. Các em đã học rồi đúng không nào? Chiếc máy bay. A model plane. Máy bay mô hình. Tức là cái máy bay người ta làm để đồ chơi đó. Vậy mình sẽ điền vào đây. I have a model plane. Các em nhìn đây đúng là plane chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ xem câu 2 nào. 2. Linda is the piano. Các em nhìn, hoạt động ở đây chúng ta sẽ dùng động từ gì được nhỉ? À, chính là playing, đúng không các em? Playing. Vậy mình điền vào nhé, nhớ có thêm ing. Linda is playing the piano. 3. Mai and Fong are kites. Các em thấy có động từ gì phù hợp ở đây được? À, chính là flying. Chính xác, mình sẽ điền flying ở đây. Mai and Fong are flying kites. Các em lưu ý cho cô, ở đây chúng ta có chủ ngữ đó là Mai and Fong, tức là hai người đúng không nào? Khi chúng ta thấy chủ ngữ nối với nhau bằng hai từ nối với nhau bằng and, tức là thể hiện là người này hoặc người kia hoặc vật này và vật kia, thì chúng ta lưu ý sử dụng tính từ, cô xin lỗi, sử dụng động từ to be của mình là are các em nhé. My and Fong are, sau đó mới cộng đến động từ là flying, là động từ thêm ing của chúng ta, được chưa nào? Flying kites. Mai và Fong đang thả diều đúng không nào? Và câu cuối cùng, 4. This is the of Vietnam. The gì các em nhỉ? À, the flag. Các em còn nhớ flag là lá cờ không? Mình sẽ điền vào đây nhé. Flag. This is the flag of Vietnam. Đây là lá cờ của Việt Nam. Đó, các em nhìn rõ đúng không nào? Bây giờ mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần B, vocabulary. Trong phần B, vocabulary, luyện tập về từ vựng, chúng ta sẽ thấy bài số 1, read and match, đọc và nối. Chúng ta sẽ thấy có hai cột ở đây, và chúng ta sẽ phải nối tạo thành một cụm từ có nghĩa và phù hợp với những cụm mà chúng ta đã học rồi. Các em hãy nhìn các động từ ở trên bên cột này của mình đều để tạo thêm ing, đúng không nào? 1. Reading. 2. Playing. 3. Riding. 4. Flying. And 5. Taking. Bên này chúng ta có chess, a bike, a book, photograph, a kite. Vậy bây giờ mình sẽ xem chúng ta nối như thế nào nhé. Nào đầu tiên, reading. Chúng ta sẽ nối với gì các em nhỉ? À, chính là reading books hoặc reading a book. Vậy mình sẽ nối vào là một đi với C, được không nào? Reading a book, đọc một cuốn sách. Tiếp theo, playing. Playing, chơi gì các em nhỉ? À, chúng ta có chơi cờ đúng không nào? Playing chess. Vậy mình sẽ đi với A. Tiếp theo, riding. Chắc chắn là a bike, đúng không nào? Riding a bike, một câu quá quen thuộc luôn. 4. Flying. À, flying a kite. Rất dễ đúng không nào? Và cuối cùng, taking. Taking photograph. D. Taking photograph. Hoặc taking photo. Chúng ta đã học rồi, photo hoặc photographs. Như cô đã hướng dẫn đều có nghĩa là chụp ảnh, đúng không nào? Vậy mình có các phần rất là dễ đúng không các em? Chúng ta cùng đọc lại nhé. Reading a book. Playing chess. Riding a bike. Flying a kite. Taking photograph. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo nào. Two. Complete the sentences with the phrases above. Hãy hoàn thành những câu cùng với những cụm từ mà chúng ta vừa dùng ở bài số 1. À, như vậy thì chúng ta sẽ thấy là mình có thể điền các từ vào đây, được không các em? Các em hãy xem, với các cụm từ mà chúng ta đã được học,
Thì bây giờ mình sẽ điền được vào đây. Bức tranh số 1 nào. I like. Chúng ta để ý một chút nữa là ở các bức tranh có các hình mặt cười. Khi chúng ta thấy hình mặt cười đây thì chúng ta sẽ thể hiện rằng I like, tức là thích. Còn nếu với hình mặt mếu như thế này thì chúng ta sẽ hiểu là don't like, tức là không thích, hoặc doesn't like, không thích, đúng không nào? Vậy mình sẽ xem nhé các hoạt động của mình nào. I like gì các em nhỉ? Flying kite hoặc flying a kite, các em có thể điền vào đây nhé. Number 2, I don't like. Hoạt động gì đấy các em? Riding a bike, đúng không nào? I don't like riding a bike. Các em có thể tự điền được không? Chúng ta đã vừa học cụm từ riding a bike ở phần 1 rồi. 3, my lice. Bạn ấy đang làm gì các em? Chụp ảnh đúng không nào? Vậy mình có my lice taking photos hoặc taking photographs. Các em chú ý cho cô, đằng sau các từ like mình đều để các động từ của mình ở dạng thêm ing ở cuối nhé. 4. My doesn't like the game. Playing chess, đúng không nào? Playing chess. My thì không thích chơi cờ vua. Đó. Thế còn hoạt động cuối cùng của mình, they like, họ thích làm gì đấy game? Nhảy dây đúng không nào? Vậy mình có they like skipping. Các em còn nhớ skipping, nhảy dây của chúng ta không? Cô xin viết vào đây để các em có thể nhớ được các từ của mình nhé. They like skipping. Còn những từ ở trong bức tranh 1, 2, 3, 4 chúng ta vừa mới thấy ở phần 1 rồi, nên các em tự điền lại thôi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần C, sentence patterns ở dưới nhé. 1. Read and match. Đọc và nối. Các em hãy xem ở đây chúng ta có những câu hỏi ở một cột và những câu trả lời tương ứng ở bên này. Mình sẽ xem các câu hỏi này đi liền với các câu trả lời nào sẽ phù hợp, được không nào? 1. Does she like reading books? 2. Do you like reading comic books? 3. What do you like doing? 4. Do they like playing chess? 5. Does he like collecting stamps? Các em hãy để ý với những câu bắt đầu bằng câu hỏi, đó là does như thế này hoặc does như thế này, thì chúng ta sẽ trả lời ở dạng yes hoặc no, đúng không nào? Các em còn nhớ không? Yes hoặc no. Nếu đồng ý trả lời yes, nếu no trả lời là không đồng ý, đúng không nào? Bây giờ các em hãy để ý thêm một điều, đó là nếu như trong câu mà chẳng người ta hỏi bắt đầu bằng does thì có các chủ ngữ đó là he hoặc là she, đúng không nào? She này hoặc là he. Còn nếu chủ cái từ của mình bắt đầu bằng do thì chúng ta sẽ có từ ở đằng sau, đó là you hoặc they. Vậy khi mà chúng ta nhìn những cái câu như thế này, kể cả chúng ta không biết nghĩa, chúng ta cũng hoàn toàn có thể đoán được là người ta sẽ dùng câu trả lời như thế nào, đúng không các em? Tại vì các chủ ngữ của mình sẽ phải tương ứng ở đây. Ví dụ nếu như người ta hỏi là does she, thì chắc chắn câu trả lời của mình cũng sẽ phải có từ she ở trong câu trả lời, đúng không nào? Vậy mình nhìn ở đây tất cả các câu của mình này. Yes I do, yes they do, no she he doesn't, no she doesn't, và I like flying kites. Thì chúng ta thấy câu nào sẽ phù hợp với câu 1 nhỉ? Với chủ ngữ là she thì chắc chắn chỉ có câu D là phù hợp thôi, đúng không? Vậy mình sẽ nối vào đây. One đi về D, đúng chưa nào? Does she like reading books? No, she doesn't. Cô có thích đọc sách không? Không, cô không thích. Câu tiếp theo bắt đầu bằng do you like? Bạn có thích reading comic books? Đọc truyện tranh không? Trả lời như thế nào hả các em? Chính là yes I do. Câu A đúng không nào? Chỉ có câu A với chủ ngữ là I sẽ phù hợp cho chủ ngữ chúng ta hỏi câu xong câu này là you, đúng chưa? Câu tiếp theo, what do you like doing? Bạn thích làm gì? Bạn thích làm gì thì chỉ có câu E, I like flying kites,
đúng không các em? Đó. Thế bây giờ đến câu Do they like playing chess? Các em đã đoán ngay được câu trả lời của mình là gì chưa? À, chính là Yes, they do. Phần B đúng không nào? Các em thấy chủ ngữ này. Đó. Nó có sự tương đồng với chủ ngữ để chúng ta có thể nhận biết được. Đấy, cho nên đằng sau kể cả chúng ta không nhớ nghĩa của những cụm từ này là gì thì chúng ta cũng có thể dựa vào mẹo đó để chúng ta biết cách để trả lời. Được không nào? Họ có thích chơi cờ vua không? Yes, they do. Có, họ thích chơi. Và câu cuối cùng, Does he like collecting stamps? Anh ấy hoặc cậu ấy có thích chơi, có thích sưu tầm tem hay không? Và câu cuối cùng của chúng ta, No, he doesn't. Câu C, đúng chưa nào? Với chủ ngữ là he, tương ứng với he ở đây. Các em thấy có dễ không nhỉ? Khi chúng ta làm những bài tương tự, chúng ta cũng lưu ý nhé. Được hỏi bắt đầu bằng Does she? Trả lời Yes, she does hoặc No, she doesn't. Do you? Trả lời Yes, I do hoặc No, I don't. Do they? Trả lời Yes, they do hoặc No, they don't. Does he? Trả lời bằng Yes, he does hoặc No, he doesn't. Được không em? Bây giờ mình sẽ cùng nhau chuyển sang bài số 2 nào. 2. Put the words in order. Hãy sắp xếp các từ theo thứ tự. Then read aloud. Và đọc to cả câu lên. Nào chúng ta sẽ xem câu số 1. Với các từ you, doing, do, like, what. Một câu rất quen thuộc, các em còn nhớ không? À, chính là What do you like doing? Câu ở trong đề bài của chúng ta đúng không nào? What do you like doing? What do you like doing? Bạn thích làm gì vậy? Các em tự điền xuống đây được không? Rất là dễ đúng không nào? Câu số 2. Mình có từ I photographs taking like. Để thể hiện sở thích nào. Các em thấy có dễ không nhỉ? I like taking photographs. Được chưa nào? Đó là cả câu của mình đấy. 3. Các em nhìn có một dấu hỏi chấm ở dưới. Vậy đây là một câu hỏi đúng không? Và chúng ta để ý xem có từ nào để hỏi đây không? À không. Chỉ có mỗi từ do này thôi. Vậy mình sẽ hỏi như thế nào các em? Với các từ là you like songs to listening English do. Mình sẽ hỏi như thế nào các em nhỉ? À, bạn có thích làm gì đó không? Thì các em sẽ hỏi như nào? Do you like? Do you like? Sau đó đến một động từ thì mình listening to. Listen bao giờ cũng phải đi với to đúng không các em? Listening to English songs. Được không nào? Do you like listening to English songs? Bạn có thích nghe bài hát tiếng Anh không? Các em tự viết vào nhé. 4. Chúng ta có các từ mother, my, cooking, very much, likes. Vậy mình sẽ sắp xếp như thế nào nhỉ? Từ nào sẽ làm chủ ngữ ở các em? À, my mother, đúng không nào? Mẹ của tôi. My mother likes. My mother likes. Cộng với một động từ thêm mình nào. Cooking very much. Đúng chưa nào? My mother likes cooking very much. Mẹ tôi rất thích nấu ăn. Có dễ không các em? Các em hãy tự điền những câu này vào nhé. Cô hướng dẫn như vậy để các em biết thứ tự của chúng tôi. Và thật ra là những câu này chúng ta đều đã học rồi. Và các em đều có thể đoán được mình sẽ điền gì đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo nhé. D. Speaking. Luyện nói. Với bài này chúng ta sẽ đọc và trả lời các câu hỏi. What does she like doing? What do they like doing? And what's your hobby? Những câu này đều rất quen thuộc với chúng ta đúng không các em? Với câu hỏi bắt đầu bằng What does she? Thì khi trả lời chúng ta cũng sẽ trả lời bằng chủ ngữ là she đúng không nào? She likes. Nhớ thêm S ở cuối các em nhé. She likes skipping. Đúng không các em? Bức tranh B nào. What do they like doing? Ở đây có hai người nên họ hỏi là
They là họ. Họ thích làm gì? Thì ở đây chúng ta cũng sẽ phải trả lời bằng chủ ngữ là they, đúng không các em? They like playing badminton, đúng không em? Chơi cầu lông. And what's your hobby? Thế sở thích của bạn là gì? Các em tự trả lời nhé. I like cộng với hoạt động yêu thích của các em. Phần số 2, talk about what you like doing. Hãy nói về những việc mà bạn thích làm. Cái này thì các em kể ra nhé. I like, xong sau đó là cộng với các động từ thêm ing ở đằng sau. Được chưa nào? Chúng ta sẽ cùng nhau hỏi và trả lời những câu tương tự như thế này với bạn cùng lớp của mình, hoặc là anh chị em của mình, hoặc người nào đó có thể nói chuyện cùng chúng ta. Được không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần E, reading. 1. Read and complete. Ở đây chúng ta có các từ kite, doing, playing, flying và play. Các em điền vào đây cho phù hợp nhé. Hãy lưu ý đó là đằng sau những từ, ví dụ như like, chúng ta sẽ phải có một động từ ở dạng thêm ing, và xem từ nào để điền vào đây cho phù hợp. Được chưa? Sau let's sẽ là một động từ ở dạng để nguyên, chúng ta không thêm gì cả, đúng không các em? Nào mình sẽ cùng nhau xem. I have a new, let's fly it. À, các em thấy có cái gì mà lại có thể đi thả nó nhỉ? Chắc chắn là kite, đúng không các em? Vậy I have a new kite. Tôi có một chiếc diều mới đấy. Let's fly it. Đi thả diều nó nhé. Đi thả diều nhé. Đúng nào? Hoặc chúng ta sẽ cùng nhau đi thả nó nhé. I'm sorry, but I don't like kites. Tớ xin lỗi nhưng tớ không thích flying, đúng không nào? Như cô đã nhắc, đằng sau like mình sẽ để một động từ ở dạng thêm ing. Vậy mình sẽ có flying kite. I don't like flying kites. What do you like? Câu này thì quá dễ luôn. Chúng ta có what do you like doing, đúng chưa nào? Thế bạn thích làm gì? I like chess. Mình có một từ. Em thấy ở đây còn hai từ mà chúng ta có thể điền, đó là playing và play. Vậy nhiệm vụ của mình đó là phải thấy động từ của mình là động từ like ở đằng trước này. Đằng sau like sẽ để một động từ ở dạng thêm ing, đúng không nào? Vậy mình chắc chắn phải điền ở đây là playing, chứ không thể là điền là play được, đúng không các em? Còn ở dưới sẽ là ok, let's play. Được rồi, thế thì cùng chơi nào. Đằng sau let's chúng ta để một động từ ở dạng như thế này, là một từ không thể mình, nguyên thể, đúng không nào? Ok, let's play. Let's go. Let's eat. Đúng không nào? Cứ như vậy chúng ta dùng nhé. Bây giờ mình sẽ xem số bài số 2 nào. 2. Read and write. Đọc và viết. Chúng ta sẽ đọc đoạn văn này và trả lời cho các câu hỏi ở bên dưới, đúng không các em? Mình sẽ xem đoạn văn này nói như thế nào nhé. Dear Phong, I'm Jack. I'm from Sydney, Australia. I'm Australian. I'm 10 years old. I like playing football. I like horse riding too. But I don't like skating. I really want a pen friend. Email me at jack@englishenglish.com.vn. Best, Jack. Một lá thư chúng ta đã học giống như phần lesson 3 chúng ta đã gặp rồi, đúng không nào? Bây giờ mình sẽ cùng nhau xem các câu hỏi của mình là gì nhé. 1. What's the writer name? Các em có thấy câu này quen không? Với câu what's your name, tên của bạn là gì? Thì ở đây what's the writer name, các em thấy có từ the writer. Writer đây là người viết các em nhé. Vậy câu hỏi là người viết ở đây tên là gì? Các em thấy là bạn ấy ký tên ở bên dưới này. Thường ấy, trong một lá thư hoặc trong một cái email mà chúng ta gửi thì chúng ta gửi đến ai? Chúng ta sẽ gửi đến người đó bằng dear cộng với tên của người gửi. Người sẽ được nhận được lá thư ấy, được chưa? Người nhận lá thư sẽ là ở sau từ dear. Còn mình ký tên của mình thì sẽ ở dưới này. Best Jack. Đây là tên của mình sẽ được ký ở dưới, đúng không nào? Vậy trong câu hỏi what's the writer name, tên của người viết là ai, là gì? Thì chúng ta sẽ biết rằng tên đó là Jack, đúng không nào?
Vậy chúng ta sẽ điền vào đây là his name is Jack. Tên của anh ấy là Jack. Đúng chưa nào? Tiếp theo. What's, cô xin lỗi, đến câu 2 đã chứ nhỉ? What's his nationality? Các em còn nhớ mẫu câu hỏi cho nationality là gì không? À, chính là quốc tịch đúng không nào? Và bạn ấy trả lời bạn ấy quốc tịch là gì nhỉ? Ở trên này, I'm Australian. Đó. Tớ là người Úc. Vậy thì ở dưới mình trả lời như nào? Với câu hỏi là his nationality thì mình cũng phải trả lời lại là his nationality is Australian. Được không nào? Australian. Được chưa? 3. What does he like doing? Cậu ấy thích làm gì? À, bên bạn ấy nói là gì nhỉ? I like playing football. I like horse riding. Vậy mình sẽ điền đây là he likes. Các em để ý cho cô, đó là từ likes mình phải thêm s ở cuối nhé. Như này này. Đó, tại vì chủ ngữ của mình là he mà. He likes. Ở đây chúng ta có playing football and horse riding. Horse riding. Chưa nào? Câu hơi dài một chút được không các em? Anh ấy thích chơi bóng đá và cưỡi ngựa. Chúng ta có cụm từ ở đây, horse riding, có nghĩa là cưỡi ngựa các em nhé. Câu số 4 nào. Does he like skating? Thế cậu ấy có thích trượt patin không? Ở đây cậu ấy nói là I don't like skating. Vậy mình sẽ trả lời câu vừa rồi dưới này là gì nhỉ? Yes hay no của các em? À, chính là no, he doesn't. Đúng không nào? No, he doesn't. Không, cậu ấy không thích. Và câu cuối cùng, what's his email address? Email address, địa chỉ email của cậu ấy là gì? Chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Is, nó là jack@english.com.vn. Đúng nào? jack@english.com.vn. Đúng chưa nào? Như vậy là chúng ta đã kết thúc bài đọc rồi. Bây giờ mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần hướng dẫn bài tiếp theo nhé. F. Writing. Chúng ta sẽ luyện viết ở trong phần này. Bài số 1. Look and write. Nhìn vào bức tranh và viết các câu tương ứng. Các em hãy để ý nhé. Đây có một bài mẫu chúng ta rồi này. Hi, my name's Mary. I like taking photographs. I don't like riding a bike. What about you? Xin chào, tên của tớ là Mary. Tớ thích chụp ảnh. Tớ không thích đi xe đạp. Thế còn bạn thì sao? À, như vậy thì chúng ta sẽ phải viết những câu như sau. Thứ nhất là một câu xin chào. Thứ hai đó là một câu xưng tên nhân vật chính của chúng ta. Thứ ba đó là nói về sở thích của người đó, người ở trong bức tranh. Và thứ tư đó là nói về người đó không thích gì. Được chưa? Người, cái hoạt động mà người trong bức tranh đang làm là hoạt động họ thích. Còn những người khác đang làm thì là hoạt động mà họ không thích. Được chưa nào? Vậy các em có làm được những bài trong phần tương tự không? Ví dụ phần số 2, nhân vật của chúng ta đây đúng không nào? Chúng ta cũng có hi, my name is. Rồi sau đó I like, cộng với hoạt động mà bạn ấy đang chơi. Rồi I don't like, cộng với cái hoạt động những người khác đang làm. Được chưa nào? Và tương tự như thế với các bức tranh 3 và bức tranh 4 ở bên dưới. Phần này các em sẽ tự làm nhé. Vì mẫu câu của chúng ta đều là những câu quen thuộc rồi. Những hoạt động này cũng chúng ta cũng đã học rồi nữa. Cho nên cứ áp dụng công thức của chúng ta. Tên này, thích gì này, thích làm gì này, rồi không thích làm gì này. Và chúng ta viết ra. Được không nào? Các em sẽ tự làm bài này nhé.
Bây giờ cô sẽ hướng dẫn nốt bài còn lại trong phần bài tập của chúng ta. 2. Write about you. Hãy viết về bản thân bạn. Vậy ở đây chúng ta có các thông tin như sau: Name, age, hometown, nationality, hobbies. Chúng ta sẽ phải điền các thông tin bao gồm tên của bạn là gì. Các em điền tên của mình vào đây nhé. Age, tuổi tác. Các em tuổi bao nhiêu, mấy tuổi rồi, các em điền vào đây. Hometown, quê hương của các em ở đâu, các em điền địa chỉ vào đây. Nationality, quốc tịch của các em là gì, các em cũng điền vào đây. Và hobbies, sở thích của các em là gì, thích chơi cầu lông hay là chơi bóng đá hay là chơi cờ vua. Tất cả thì chúng ta hãy viết vào bên dòng bên dưới cùng, được không nào? Bài này cũng rất dễ đúng không các em? Và đây cũng là bài kết thúc phần hướng dẫn bài tập trong Unit 7 của chúng ta rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở trong phần Unit 8. Goodbye.